Quay qua bà nội. Bà nội ơi, sao bà về nội ơi? cái là khóc. Hỏi sao con khóc? Con thấy bà nội khổ quá, lâu lâu nói một tiếng vậy đó. Thế bà nội nào đâu khổ? Bà nội giàu, bà nội tiền nhóc, bà nội nuôi con nổi. Nói cho nó an tâm, nó học hành. Mình người lớn mà mình dù mình cỡ nào nữa cũng không quấy động cái não của cháu cho nó bận. Không có đó, đây không có đèn. Còn này ở đây bị dột, đây mấy ấy cũng được thu. Ờ. Ra chỗ phòng bà cháu ngủ. Bị dột đấy hả? Dạ. Trời ơi. Dột. Tới từ ở trên cây đó đó, cây ngang đó đó xuống tới cái này luôn. Chiều rồi mà thấy. Mời dừa. Mời bưởi toàn là đồ trái cây ở nhà tự có không, không mời ăn cơm. Rồi giờ phải ăn mấy chú ở lại ăn cơm với hai vợ chồng tôi và cá mè Vinh kho lạc đó, nha. Cũng cũng cá mè Vinh nữa thấy không? Biết luôn á, chị biết cái món cá mè Vinh luôn á, tại vì món này cũng dân lưới làm nhà nữa đúng không? Đúng rồi. Rồi bây giờ tính ăn thịt bò đi cho nó ngon chứ, thịt bò xào gạo muống đi. Thôi mấy chú ơi. Thôi mấy chú ơi. Sao? Thế lâu lâu tao đồng tháp tao đổ ký lận chú mấy chú ơi. Đồng tháp người ta đủ cái số mà trăm mấy một ký thịt bò đó chắc tôi làm 3 ngày mới có hai ếch mà chim á ếch nè chim ếch nè đó chim chuột á hả vậy là các anh em cũng đã tìm hiểu thêm về cái cuộc sống của cô chú những người nông dân rất là lam lũ để kiếm ra cái đồng tiền của cô bác của anh chị. Ngày hôm nay thì chị có bán được 88.000 và cho bé kim chi hết 2.000 ăn bánh rồi. Ăn bánh gì ăn? Bánh gì ạ kim chi? Bánh gì? Bánh gì? Bánh khoai tây. Bánh khoai tây. Bánh khoai tây. Khoai tây mà. Bà nội ôm ấm không? Hả? Bà nội ôm ấm không? Ấm. Ấm. À, sáng giờ kim chi ăn gì á? Chưa ăn. Chưa ăn đó hả? Ăn cơm rồi chứ. Không có ăn giặt thôi chứ cũng ăn cơm rồi mà. Bà nội đi làm rồi ở nhà mình buồn không kim chi? Không. Không hả? Rồi mấy ngày nay là mấy chú đi dọc đường thấy mưa quá trời luôn rồi. Rồi ở nhà mình nó có bị dột không? Có. Dột nhiều không? Nhiều. Dột sao nói chứ mấy chú nghe với. Nói lớn lớn lên. Bà nội nói đi. Nói chè lớn. Sáng nay đi học là có thầy cô và có nói là kim chi được lên trên máy vi tính không? Không. Không hả? Rồi sáng nay là bà nội đưa đi học đi bán rau luôn hả kim chi? Đúng rồi. Bà nội hôm nay sáng nay bán rau gì á? Rau muống. Rau muống. Rồi bán gì nữa? Dưa leo. Dưa leo. Gì nữa? Đậu bắp. Đậu bắp. Rồi bà nội bán lũ khủ vậy là treo vậy kim chi thấy có khó chịu không? Dạ không. Không hả? Người ta nói bà nội có kim chi vừa để kim chi đi học mà phải vừa bán rau nữa. Sao thấy mà cuộc sống khổ quá à, kim chi nhà khổ quá. Mấy bạn có cười vậy không? Dạ không. Mà mấy bạn nói sao? Mấy bạn không nói. Mấy bạn không nói gì hết. Ở trong lớp là kim chi chỉ ngồi ở bàn số mấy? Ngồi bàn số 1 thôi đúng không? Dạ. Bàn nhất thôi. Ngày nay ăn được mấy chén cơm kim chi? Nửa. Nửa chén cơm. Bà nội đi vậy buồn không? Có khi nào kêu bà nội thôi ở nhà chơi với con đi chứ nội đi hoài con buồn lắm. Ừ? Trả lại chú lớn lắm đó. Có nói là nội ở nhà chơi con chứ nội đi buồn lắm. Không. Sao vậy? Không buồn. Không buồn. Tạt. Bây giờ chú hỏi lại nè, nhà của mình bây giờ nó tạt quá tạt rồi. Mưa quá rồi mình làm sao để mình né cái giọt nước mưa? Có màn. Có màn. Hồi lúc mà kim chi ở nhà là lúc mà nội chưa dăng màn lên thì tạt dữ không? Dữ. Dữ. Lúc đó thì làm sao? Áo. Lấy áo hả? Đúng rồi. Lấy áo trùm vô. Rồi sợ không? Gặp trời chớp sợ không? Dạ không. Vì sao không sợ? Quen rồi. Quen rồi.
trả lời lớn lớn cho chú nghe. Có bao giờ mình ước mơ rằng mình lớn bằng bà nội để mình đi bán thai nội không? Có. Ước mơ là sao, nói chú nghe. Mời à. Sao con nói chú nghe. Ước mơ sao? Nếu con ước mơ gì mà thôi. Xa vời lắm con ơi. Mù mịt lắm. Con có ước mơ như thế nào? Nói lại cho chú. Ước mơ gì không? Nói chú đi. Được không? Có nhà. Mình có quyền ước mơ mà. Có nhà làm chi ta? Có nhà ở. Nhà này có rồi mà. Tạc rồi. Tạc rồi hả? Là sao? Hả? 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 Gì? Hả? Ước mơ sao? Gì nữa kìa? Nhà. Nhà. Rồi, còn ước mơ gì nữa không? Rồi con ước mơ chị bệnh cho con hết không? Nói với mấy chú kìa. Ước mơ cái nhà là nhà lầu hay sao chi? No. No. Rồi vậy con ước mơ cái nhà có làm sao đâu, nói chú nghe coi. Hả? Ước mơ cái nhà có cái gì? Có cái phòng. Có cái phòng. Là mình phải cắt nhà tường sang cho nó bự lên đúng không? Đúng rồi. Hay là chỉ cần là cho nó trú mưa trú nắng là được rồi. Ở chợ nó ca tới 9-10 giờ. Nó phải mình có cái phòng vô đóng cửa, không có nghe, đừng học bài. Có phòng, cái phòng có chỗ giường. Ủa sao muốn khóc rồi kìa? Đừng có khóc, mạnh dạn lên. Có mấy chú ủng hộ rồi, bà nội hôm đó bà nội cũng mà mơ hồ xa thẳm lắm. Bà nội cũng không biết sao mà giờ có mấy chú rồi bà nội cười. Mấy chú đi đến đâu là dân khổ đỡ bớt khổ tới đó. Sao xúc động Kim Chi? Nói chú nghe coi. Bà nội vui kìa. Sao tự nhiên khóc mà? Thì nói chú nghe đi. Xúc động con chia sẻ lại mấy chú nghe được không? Không biết gì nữa, xúc động nữa rồi. Sao rồi cô? Sao khóc sợ khóc vậy? Nói với mấy chú nghe đi con, nói đi. Mấy chú tới đây là con hết khổ rồi đó, con nói đi. Đừng khóc nữa, không phải như hồi xưa bà cháu. Nói là ôm. Tới ôm quay qua bà nội. Bà nội ơi. Sao bà nội? Vậy cái là khóc, hỏi sao con khóc. Con thấy bà nội khổ quá. Lâu lâu nói một tiếng gì đó. Chứ bà nội nào đâu khổ. Bà nội giàu, bà nội tiền nhóc. Bà nội nuôi con nổi. Nói cho nó an tâm, nó học hành. Mình người lớn mà mình dù mình cỡ nào nữa cũng không quấy động cái não của cháu cho nó bận. Chứ phần mấy con này là theo như cái cảm nhận của bé Chi thì bé Chi cũng... Thì chú hỏi rồi trả lời chú đi. Thì muốn gì chú cho cô... chứ còn nếu không trả lời là chú không có cho đâu đó. Bây giờ con chia sẻ là cho mấy chú với ông bà, cô chú, anh chị trong và ngoài nước nghe được không? Cái cảm xúc của con như thế nào? Và con có ước muốn như thế nào? Cái nhà. Sao tự nhiên mà gặp bà con Chi? Nhà không, thì mấy chú nhiều, cho nhiều nước mắt. Rồi cái... còn mơ ước cái gì nữa? Bà nội mần thì từ từ có thôi. Bà nội mần có được không? Sao biết bà nội mần không có? Không có tiền đâu. Không có tiền đâu hả? Bà nội đi bán rau ngày cũng được gần 100.000 rồi. Không đủ. Không đủ vậy chứ bao nhiêu mới đủ? Sao bao nhiêu nữa con, bao nhiêu mới đủ? Bao nhiêu mới đủ nói chú nghe ai? Không biết. Không biết, nhưng mà con biết được rằng là bà nội của mình là không có đủ cái số tiền luôn hả? Đúng rồi. Bà nội có bao giờ nói Chi ơi bữa nay bà nội hết tiền, Chi đừng có ăn bánh không? Không. Không hả? Đừng khóc, có bà nội ngồi đây nè, đừng có khóc. Cô bác của anh chị có để ý thấy không, khi sau khi mà bơi về cô lặt chưa xong thì chú ngồi lụi thụi lần sau à, rửa cái đất của rau muống ra đó để cho nó sạch, để cân cho nó nhẹ này. Rồi tí xíu nó hết cái dễ. Trời ơi, thấy hai vợ chồng thấy tình nghĩa không? Tôi đi bán lẻ tôi cắt ngang cho nó mau, còn này cân cho mấy bà bán hàng phải còn miếng dễ mấy bà mới chịu. Mắt lặt lá đài.
đổ mưa rồi kìa. Rồi. Chú là không có bao giờ mà chú nghỉ chân á, nghỉ tay hết á, nghỉ chân tay đó, tại vì buông cái này là bắt cái kia, buông dầm là cầm chèo mà vẫn khổ. Ngày là có bán cá không? Có bán cá không cô? Lúc này cá ít quá. Dạ. Tại nước đợt rồi đó, rồi cái người ta xả ba cái nước hoàng, rồi nước đìa, nước đồ ra xuống cái sông này nước nó hôi quá, thì cá nó dạt hết. Ừ. Chứ lúc này kiếm có, chứ lúc trước ảnh thả một đêm, rồi ban ngày nữa là kiếm khoảng 3 kg rô cá được. Ừ. 3 kg bán được bao nhiêu tiền? 3 kg bán được 70, 75, 80 ngàn, khoảng 25 ngàn ký. Là mấy đêm trúng nhất đó hả? Ở đây cá cũng như ai cũng kiếm hết đó. Nên thành cá rẻ. Nó bán lẻ đó, còn ra chợ thì nó cân mình có 20. Mưa rồi chú ơi. Sao không có lá sen. Là ban ngày làm rồi tối đi làm nữa, có thức nổi không? Nổi với quen rồi. Vậy hả? À, mình làm vậy hoài không thấy dư, có bao giờ mình nản không? Không có giờ nản đâu, bị cái kiếm mua kinh hàng sống hàng ngày mà mình nản là sao vợ con sống nữa. Vậy hả? Rồi con trai của chú có gửi tiền về không? Không chú ơi. Là cũng như làm cũng đủ ăn xoay sở đâu, bây giờ công nhân thất nghiệp cũng đủ con, nhiều lắm. Gia đình nó còn không nổi nữa, nó đâu có tiền đâu mà gửi về. Cuộc sống đắp đổi qua ngày thì ngày nào hay ngày đó. Thành thử là không làm thì là dù cho có cực khổ nó vẫn chú vẫn phải đi cái làm. Quan trọng nhất là cái bình an và cái sức khỏe. Này cứ vậy sống hoài tới. Nghe nói ngày xưa là ngôi nhà của mình là được hội từ thiện cho. Cũng bao nhiêu năm rồi cô? 9 năm rồi đó. 9 năm là sườn cây ha. Sườn cây. À, thôi bây giờ chắc có lẽ là cũng trời mưa đem ấy Kim Chi vô đi, tính cho Kim Chi ra ngoài này cho mát á. Nhưng mà bây giờ mưa rồi, để cho Kim Chi nằm với Dũng đi, rồi cô dắt tụi anh em tụi con đi xem cái ngôi nhà cái ha. Ở đây là cái mái nhà này cô bác anh chị, cái mái nhà của nội của Kim Chi á, ở phần trên là bằng cột ha, cây á, đúng không? Cái bóng đèn cây, cây tạp đúng không? Gửi tay lên mở cửa nhà trước. Rồi đây là mưa nên là nữ là phải dừng cái miếng bạc như thế này, hạn chế nóng này dùng những cái mũ ha. Ở cái này là gọi là không phải mũ, mấy thùng giấy, mấy cái giấy cạc tông. Ở đây dừng cái màn nữa nè. Nhà vệ sinh là ở đâu ha cô? Hả? Nhà vệ sinh đó, bên đây hả? Nhà hả? Nhà vệ sinh. À nhà vệ sinh bên đó. Dạ. À, sao mình phải dừng mấy cái tấm màn này lại cái gì vậy? Cái cửa cầu tắm nó ngay ra đây thấy nó kỳ mà không có làm cửa. Dạ. Tối bà cháu ngủ ở đây. Ảnh ngủ. À. Hai bà cháu ngủ trên này. Chú ngủ ở đây nè. Hai bà cháu ngủ trong đây. Ở trong kia là cái nhà vệ sinh, cái cửa, không có cái cửa luôn hả? Không có cửa. Trời ơi. Không có cửa rồi dựng tấm màn, tại nhà tối ngày đâu có gách cửa gì đâu. Không có cái cửa, nè. Chỉ có mấy viên gạch được chắp vá đây thôi à. Mấy viên gạch đó, đó nhỏ em ở trên nó xây nhà còn dư được mấy trăm gạch nó cho đó rồi xây đủ à. Ở bên đó là cái dách bên đó là sao hả cô? À cái... Ở đó là cơ dách mà cũng dừng tôn rồi nó cũ quá rồi sợ ông ngủ rồi xét đó rồi cái lấy vải che cho nó. Ở trên này là mưa tạt nữa hay sao? Đây không có mưa, chỗ đó mưa mà không có dột. À chỗ đó không có dột. À có dột ở đây. À dột ở chỗ này ha. Rồi xích vô trong đi. À. Ok này là gì đấy? Này đấy. Cái này kia à, miếng cửa đồ người ta cho không mà lắp ghép vô. Có chi xài đó. Nguyên cái nhà trên nó chả người ta cho. Cái nào làm củi làm mà xài lắp ghép vô. Ở trong này không có đèn luôn hả? Không, ở đây không có đèn. Còn này ở đây bị dột đây mấy giấy không có khu. Ờ. Nhà chỗ phòng bà cháu ngủ. Bị dột đấy hả? Dạ. Trời ơi. Dột. Tới từ ở trên cây đó đó, cây ngang đó đó xuống tới cái này luôn. Chiều rồi mà thấy cái những cái lỗ to lớn nè. Rồi. Em trời ạ. Dạ miếng cu su. Rồi tối Kim Chi với bà nội ngủ đâu đâu? Ngủ đây. Qua đây coi. Ở đây. Hai bà cháu ngủ đây. Hai bà cháu ngủ đây hả? Rồi cái quạt để ở ngoài. Cái quạt để ngoài. Cháu ngủ ở trong. Không có đèn ngủ luôn. Cái này của nhỏ em thứ 7.
Nó thấy cháu nó gì nè, nằm đau xương nó đó, rồi cái nó mua cái niệm này đâu mấy trăm ngàn gì nó cho đó. Trời ơi, toàn là đồ cho không hả? Ừ, 700, 600 rưỡi. Vậy cái mùng cứ để đây rồi tối vô ngủ tiếp. Về vô ngủ tiếp, mà đâu có thời gian đâu mà vũ về. Ở đây có dột không? Dột, dột tự trên cái cây đó đó. Dạ. Đó, chỗ nào căng cao su là chỗ đó dột. Dạ, dạ, ra đây đi, này là gì đây? Đám giải che ngang gì để hồi nó sáng sáng mình nó đèn nó để á. À, này không có cái vách phòng luôn nha. Căn cũng như làm một cái tấm vách luôn nè. Đúng rồi. Tấm giải làm tấm. Này là sử dụng mấy năm người ta cho hay là mình xin? Cái này cái cũng nhà cũ chị anh gom xuống hết. Trời ơi. Đầu này cũng nhà cũ chị anh gom xuống hết. Này các nhà mới nó cho mình cái tủ này cũng vậy luôn. Nó cho hết trơn toàn bộ trên nhà cũ nó cho hết nó đem xuống đó. Ở cái này là cây này là cây tạp đúng không anh? Cây bạch đằng. Cây bạch đằng hả? Không, bạch đằng xả không đó. Bạch đằng xả ra đúng không? Cũng 10 năm rồi, khỏi này khoảng ăn hết trơn rồi. 5 năm nữa không không có là ừ, là mọt đó, mọt nó rớt đó. Đâu? Hả? À, mọt ăn hết rồi kìa. Phải không? Rồi đó, mọt đó. À, mọt ăn hết rồi. Khổ mới ha. Mới hồi nãy giờ rớt đống nữa rồi đó. Lu này là đựng vàng hay sao cô? Hả? Nước uống á. Ờ, tưởng đâu đựng tiền vàng vậy đây. Đâu dở ra được không? Một ba cái mọt á. Mình nhiều chuyện lắm nha, cô báo của anh chị đừng có ấy. Nó gớt. Đây nước hả? Nước. Mấy cái kiệu này mua lâu chưa cô? Ấy kiệu này ở trên nhà mẹ cho. À, còn cái tủ lạnh bên kia? Cái tủ lạnh này là mấy cô thầy quyên góp lại năm nó học tiểu học á. Dạ. Rồi mấy cô thầy đầu dưới ở trên huyện Vị Thủy có 2-3 bà qua góp lại mua cho nó cái tủ này là 3,2 triệu. Lâu chưa cô? À, 5-6 năm rồi. À, vậy là cũng người ta cho luôn. Cho luôn. Nói về quá khổ, nhiều người mà quyên góp như vậy thì đây là một trong những cái hoàn cảnh khổ thật sự của cô bác anh chị. Đúng không? Mẹ anh cho. Một đồng. Đúng rồi. Còn cái nền đất này là nền này là mẹ cho đúng không? Cho không đó. Cho không. Còn cái giường này. Rồi cái xe đó là cái tiệm thông thủy là cho. Bọn thang này mới mượn về đang bẻ cốc bán. Dạ, cái nào cũng khai thiệt, trơn đâu hỏi thang đâu mà gái luôn cái thang luôn rồi. Mượn có nhỏ. Thang này là mượn nha mọi người. Mượn bẻ cốc mượn à, quá cái thừa đấy bà nội cho mấy bà có cái này nè về tiệm thông thủy cho nè, tiệm thông thủy 14 ta cho luôn, ta cho luôn. Ôi trời ơi khủng khiếp. Cái bàn cái này, bàn này là bộ ly quăng này cũng ở trên nhà trên dọn xuống luôn. À, cái tủ đó cái mặt cho ở trước, cái mặt dựng ngoài trước này là dán đó là xin người ngất ít 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 đó rồi gom lại. Ôi trời ơi, tôi đóng nhà không đó, tôi không mướn ai đồng bạc. Mặt dựng ngoài trước là mình tự đóng nhà luôn hả? Đóng nhà luôn. À, đó đâu có bằng đâu đó. À, cái anh bệnh á, anh làm thợ mộc á, rồi cái anh ở đâu dư cái anh chở về anh cho rồi cái mấy miếng màng này mày là giả dụng mình mang lại luôn. Giả dụng mang lại đó, nói gì ghen không có ở cái gì đúng rồi. Ở trên này là cũng mang lại hết, khổ gì khổ dữ. Vậy mấy cái đó là miếng này người ta treo ăn trước chở nó rồi ấy rồi gom về. À, rồi cái cửa màng này cũng không có cửa luôn đúng không? Không, cái này cũng đồ cũ mà ra cái màng chở tôi cũng đem xuống. Kim Chi rất là nhiều giấy khen nha cô bác của anh chị. Nhiều giấy khen lắm. Giấy khen của cháu là để trang trọng, để mị trên kia luôn kìa. Thấy không? Thấy cháu hả? Để giấy khen của ai nhiều quá vậy ta? Ganh tị quá à. Học giỏi ganh tị quá à. Con học giỏi là mấy chú ganh tị quá à. Mấy chú học dở quá à. Đó con mua cái tủ đó thôi. Cái tủ thờ đó là tính ra cũng gần 30 năm rồi. Cái tủ thờ này 30 năm rồi. Bây giờ mọt ăn đứt cái chân hết trơn luôn nữa đó. Rồi hỏi thiệt nè, bây giờ ngoài cái tủ thờ ra còn cái gì mình mua không hay là tao cho không hết? Không có còn gì mua nữa chứ, có tủ đó thì chở anh xuống cho hết trơn luôn, toàn bộ ở trong là có chỉ tủ thờ là mua thôi. Còn có bộ tranh thì của ba mẹ chở anh thờ ông Cốc bà Cốc. Rồi mua cái bộ tranh khác thì đổi lại bộ tranh này ta thu vô có 300 ngàn thôi, ông bà đem xuống cho luôn. Bộ tranh thờ cũng... Ừ, tại vì ta cất nhà mới chỗ thì ta phải đổi mới. Thấy chú nhìn đẹp trai dữ trời. Tên câu giông cổ chú. Súng tên câu giông cổ coi cho chú hay tin vui. Chịu không? Mấy cái găng đó gãy là cũng một cái kỷ niệm lớn nữa đó. Hồi đó nhìn giống anh Đồng chất phát thật là ghê á. Thôi mình cái nhà tôn trên dựng lại thay cái nhà này chịu không? Sao? Dựng nhà tiền chế trên chịu không? Hả? Người ta dựng cái nhà tiền chế cho mình thay cái này lại chịu không? Trời ơi, tôi nói chú là nếu mà hết dột có chỗ che mưa che nắng là mừng lắm rồi. Hay là các nhà tường?
Nói gì chứ gạch này là cũng không có dán hơn cô bán có gì, chỉ có tráng xi măng thôi nè. Nên là nữ là mưa những cái chỗ màu màu sẫm sẫm hơn là mưa nước mưa nó dột xuống á. Thì nó chỗ nào ỉ ỉ là nó đó. Dạ. Còn khúc này là cái bộ đi quăng này là dột hết. Ừ. Còn ướt ướt nè. Còn ướt ướt hả? Ờ còn giọt nước luôn nè. Đây. Dữ dữ dũng dũng thế này nè. Đó. Trên đó nó dột. Ừ. Chú năm nay bao nhiêu rồi? 55. 55 55 mà thấy lớn tuổi hơn. Thì. Dạ lớn tuổi hơn ba của con. Ồ nhỏ tuổi hơn chứ? Nhỏ tuổi hơn nhưng mà thấy chú cứng lắm. Tại vì lao động nhiều quá. À, cô là nhiêu quên mất tiêu rồi? 51 tuổi tí. 51 nhỏ hơn 4 tuổi. Ngày xưa là ai cua ai? Tôi cua ổng chứ ổng không hiền lắm. Ồ vậy hả? Cua cô nói là sao? Thì hỏi ông cưới tôi không mà giờ tôi ở giá ông cưới tôi ở giá tôi bị không ai chọc tôi hết trơn á. Trời ơi. Ổng nói là sao? Ổng nói tôi thương bà ổng chết luôn mà tôi không có tiền cưới cho chỉ đôi bông vàng 18 năm phân. À. Với một bộ đồ. Dạ. Rồi xong. Rồi cưới luôn. Có nghĩa là bên đây là muốn bên đây cưới thôi chứ không có cần tiền bạc gì đâu đúng không? Cần tiền bạc. Còn bên đây cần vợ chứ không? Đem tiền nạp tài xuống thấy hoàn cảnh anh vậy rồi cha mẹ tôi cũng trả lại luôn không có nhận tiền nạp tài. Hai vợ chồng ngồi cái đứng kế nhau đi cho nó ôm lại cưới mấy mươi năm rồi. À năm 19 tuổi á, năm nay là tôi 51 rồi. 19 tuổi mà nói tôi không ai cưới tôi. Trời thưa để ý ta thương ta. Đúng không? Thấy anh hiền quá. Vậy hả? Thấy anh hiền quá đúng không? À, thông tin với cô bác với anh chị chỉ là chọc vui để cho nó quên đi cái nỗi cực nhọc khó khăn trong những giờ giấc lao động thôi. Còn thật ra mình rất ngưỡng mộ cô chú như thế này. Đi làm á thì chồng bơi thì vợ lật lá úa, còn vợ vô lên tiếp khách á thì chồng ở dưới là vũ ba cái đất ra. Thành thử là mỗi người một ít mà san sẻ với nhau, thành thử cái việc gì nó cũng qua hết. Và đặc biệt là chú rất là cố gắng nha cô bác anh chị, làm không bao giờ nghỉ tay á, nhưng mà vì cái số phận hay như thế nào mà đến thời điểm bây giờ chú vẫn ở trong một cái ngôi nhà như thế này, được các nhà hảo tâm ủng hộ, được cái ngôi nhà cũng rất là quý nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì nó cũng xuống cấp rất là nhiều. Và thông tin với cô bác anh chị, hôm nay các anh em quay trở về đây để xem cái tình hình thực tế về ngôi nhà của cô chú đến thời điểm này nó như thế nào. Thì rõ ràng là trong ngôi nhà ngoài những cái người ta cho thì cộng thêm là người ta sinh hoạt, là người ta thấy, người ta thương, người ta gửi tặng cho bé hoàn cảnh của bé Kim Chi như thế này. À, thông tin vui vui đi xíu cô bác anh chị là Bùi Hồ nhận được hơn 15 triệu, đến thời điểm hiện tại là hơn 15 triệu của Quý Mạnh Thường Quân ủng hộ cho gia đình sửa lại cái phần nhà này tiền chế. Và nếu như mà có được sự chung tay của Quý Mạnh Thường Quân á thì mình sẽ làm cho nó hoàn thiện hết tất cả như là dán gạch luôn á, thì nó sẽ cô chú được đỡ khổ hơn. Bây giờ tạm thời thì con nhận được hơn 15 triệu tiền Quý Mạnh Thường Quân chung tay với nhau để sửa nhà, thì cô chú thấy sao? Trời ơi mừng lắm chứ sao. Cái mà... mừng và cái mang ơn những tấm lòng vàng không biết sao mà nói luôn á. Vậy hả? Sửa nhà chịu không? Chịu. Mà sao bây giờ mà gặp hên, gặp mấy chú rồi, mấy chú ủng hộ vậy rồi, mấy chú quyên góp những tấm lòng vàng để giúp vợ chồng tôi, thiệt tình là tôi cũng không biết nói sao cho vừa nữa đó. Mẹ hôm qua cô... nói... Dạ. Cô... bà qua bà nói vậy đó. Cũng mong là Quý Mạnh Thường Quân á sẽ cùng nhau mỗi người chung tay ít sẽ hỗ trợ cho gia đình của cô với chú. Và hiện nay thì Bùi Hồ, trước khi đi đến đây thì Bùi Hồ đã có điện cho anh Vũ tức tốc từ Đồng Tháp chạy xuống đây để ngày mai có mặt ở ngay tại chỗ này để ước tính thử ngôi nhà này nếu như sửa phần tiền chế là tổng cộng là bao nhiêu tiền, để mình có một cái số liệu cụ thể. Và như nếu như được á, thì ngôi nhà này sẽ làm đủ điều kiện thì sẽ làm trong vào 2 ngày tới, bữa nay, ngày mai, ngày mốt sẽ làm luôn. Làm nếu như mà nhà tiền chế gia công 2 ngày là xong, làm xong ngôi nhà này trước luôn cả ngôi nhà của bé Tú. Cô bác anh chị thấy vui không? Anh Đồng thấy vui không? Vui. Được không? Dạ. Dạ. Mấy chị có vui không? Sửa nhà kìa vui không? Dạ. Mà bây giờ cũng nhờ bây giờ là hiện nay là số tiền là hơn 15 triệu thông báo cô bác anh chị, còn anh Vũ thợ sắt là bao nhiêu như thế nào thì Bùi Hồ cũng sẽ công bố ở dưới video clip sau ha. Ngày mai này thì anh Vũ sẽ có mặt ở tại đây để ước tính thử cái ngôi nhà này là bao nhiêu tiền để sửa luôn cái phần khung ở trên nhà này. Dự định là làm cái phòng cho hai bà cháu nè.
Dạ. Làm cái cửa nè, làm cái phòng để cho học cho kín đáo nè. Dạ. Đi điện đồ lại nè ha, rồi dựng cái phần tiền chế lại nó, mình cắt nguyên nhà lớn này lại cho nó ấm cúng ha. Thôi bây giờ cứ đi bán bình thường, ngày mai hai bà cháu cứ đi, vừa cháu đi học bà đi bán để chia sẻ cho cô bác anh chị biết luôn. Dạ. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là cũng chiều rồi, dành ồ hôm nay ăn cơm gì chưa coi nữa, không có mời ăn cơm gì hết trơn á. Không có đồ ăn, không dám mời. Ủa sao vậy? Mời dừa, mời bưởi, toàn là đồ trái cây ở nhà tự có, không mời ăn cơm. Rồi giờ thầy ăn mấy chú ở lại ăn cơm với hai vợ chồng tôi và cá mè Vinh khoai lạc đó, nha. Gỗng gỗng cá mè Vinh nữa thấy không? Biết luôn á, chị biết cái món cá mè Vinh luôn á, tại vì món này cũng dân lưới làm nhà nữa đúng không? Đúng rồi. Rồi bây giờ tính ăn thịt bò đi cho nó ngon chứ, thịt bò xào gỏi muống đi. Thôi mấy chú ơi. Thôi mấy chú ơi. Sao? Tại hà lâu lâu tao đồng tháp tao đổ ký lận chú mấy chú ơi. Đồng tháp người ta đổ. Cái số mà trăm mấy một ký thịt bò đó chắc tôi làm 3 gà mới có. Thôi Đồng Tháp xuống lâu lâu mà khách đến nhà không gà thì dịch chứ. Mà không phải 3 ngày đâu nha, chứ dài chừng khoảng 20 ngày đó. Tính ra là 200 ngàn này là tôi làm khoảng 20 ngày á. Cái gì 200 ngàn làm 20 ngày hả? Tại vì một luống rau muống đó là 18 ngày tôi mới thu hoạch. Ờ là chỉ ước tính là mỗi một ngày là chỉ có là 10 ngàn thôi. Là tiền vừa vốn vừa lời luôn, chứ không phải là luôn là vốn ra đổ ra trước rồi lời mới lấy sau đó. Dạ thôi kệ thì có rau muống này còn có thịt bò thôi, đãi chút xíu thôi. Thôi mấy chú ơi. Thôi mấy chú ơi, mời không nhiệt tình như chứ sao dám ở lại ăn. Mời ăn cơm với cá mè Vinh nè, rồi tôi cũng còn trả cá mè Vinh tôi tặng mấy chú về làm canh chua được không? Thôi thích ăn thịt bò mấy ngày nay đi nó nói chơi á, đừng lo thịt bò thiệt, mấy anh em cũng tranh thủ về nghỉ ngơi, cũng có một số việc nữa. Cảm ơn cái sự thật thà của cô ha. Thật ra có sao đã vậy, cháu thèm cá mè Vinh là tại vì không có tiền mua thịt bò, chính xác là như vậy nha cô bác quý anh chị. Và chắc có lẽ là bây giờ đoạn clip đến đây cũng anh em cũng chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân đã ủng hộ đến thời điểm này. Và chia tay với cô chú ngày mai thì các anh em cũng sẽ quay lại để ghi lại cái thước phim hình ảnh cô chở cháu đi học á, đến trường như thế nào và cũng như là buôn bán ở tại trường ra sao ha. Cũng như là anh Vũ sẽ đến đây thực hiện một cái đo đạc và ước tính coi cái nhà này bao nhiêu tiền. Còn bây giờ không có ăn, không có thịt bò thì thôi mấy anh em mình về luôn. Bye bye và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở lúc sau ha. Nói vậy chứ không có ăn đâu. Có tấm lòng như vậy là quý lắm rồi thôi. Bye bye. Không có ăn thịt bò nha mọi người.